Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Điêu Hồng Thái, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng này cao 1m70 và có nốt ruồi cách 1,5cm trên sau cánh mũi trái. Còn phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Thọ là đối tượng Nguyễn Đức Hải, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tại tổ 3E, khu 2, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cao 1m70 và có sẹo chấm ở lông mày trái. Và đối tượng Hoàng Tiến Thực, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, bị công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn, đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện.